Chứ các anh thấy này, em đang cầm trên tay chiếc bật nửa nhá, vẫn còn đánh nửa ok này. Bây giờ mình sẽ ném nó kia thử độ bền của nó nhá. Chiếc bật nửa vẫn ok. Vẫn đánh nửa ok. Không hề ấn gì. Một chiếc bật lửa sang trọng quý phái sẽ giúp anh chàng nâng cao bản lĩnh của mình. Deva xin hân hạnh giới thiệu chiếc bật lửa đang làm mưa làm gió trên thị trường này với mã hiệu Chia CF218. Ngoài công dụng châm một điếu thuốc phì phèo hưng phấn, chiếc bật lửa CF218 còn có thể mang đi tặng, làm quà, giúp bạn bè hay các sếp. Với một người đàn ông, không có gì ý nghĩa hơn là quyền lực. Ngọn lửa chính là biểu tượng ý nghĩa cho quyền lực ngự trị. Với thiết kế tinh xảo, đậm tính cổ điển, cơ chế đánh nửa độc sẽ khiến anh em mê ngay sau khi cầm chiếc CF218 này. Xin kính chào anh em yêu thích bật lửa nhé. Hôm nay lại trân trọng giới thiệu đến anh em một con hàng bật lửa mới của hãng CF, làm trong series sản xuất những con CF hiếm của năm 2018. Những con rất là đặc biệt, nhìn bên ngoài thì anh em có thể mường tượng được cái về cấu tạo của nó. Đây, một chiếc bật lửa chưa bằng hai ngón tay của em. Chiều dài thì có khoảng tầm 7 cm. Chiếc em đang cầm trên tay này thì được mạ một lớp màu đen bóng, cũng giống như kiểu màu titan, khá là đặc biệt, một màu sắc đặc biệt của chiếc CF này. Hiện tại thì CF mang nhãn hiệu là CF218. Sản phẩm có một cơ chế hoạt động khá là độc đáo. Ngay từ lúc ban đầu mua về thì em cũng đã không biết ra sử dụng nó như thế nào. Thì vô tình gạt vào cái nút này đây. Đó, thì đã đánh được nửa. Anh em có thể nhìn bên trong có là một chiếc gioăng cao su. Chiếc gioăng cao su này có một khả năng giữ xăng cực kỳ là tốt nhá. Vậy nên khả năng bay xăng gần như là không có. Đấy ạ. Một màu sắc khá là ấn tượng. Bên hông thì được đây ạ, bên hông thì được khắc laser. Logo nhãn hiệu của CF. Chiếc nút gạt và chiếc ốc này thì được mạ một lớp titan khá là dày, làm nên vẻ cái đặc trưng cho màu sắc cũng như cấu tạo của sản phẩm. CF218 lần này về thì có 6 màu đặc trưng, nhưng màu sắc em muốn nhắc đến nhất đó là một chiếc màu đen titan này. Và chiếc thứ hai là một chiếc màu vàng hồng. Đấy ạ. Một chiếc màu vàng hồng. Làm xong series sản xuất những màu bật lửa cực kỳ hiếm của năm 2018 thì CF cũng đã ra một mẫu CF218 màu vàng hồng này. Một màu sắc mà chỉ có ở những sản phẩm ST Dupont, nhưng hôm nay nó đã được phá cách để sản xuất vào CF. Đấy. Một màu sắc khá là ấn tượng. Cơ chế sử dụng vẫn thế ạ. Đó. Khá là ok. Chứ các anh thấy này, em đang cầm trên tay chiếc bật nửa nhá, vẫn còn đánh nửa ok này. Bây giờ mình sẽ ném kia thử độ bền của nó nhá. Chiếc bật nửa vẫn ok, vẫn đánh nửa ok.